Mua xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Với chiếc xe em cập nhật và giới thiệu anh chị và các bạn là một chiếc xe 7 chỗ ngồi với giá ngon nhất trong phân khúc. Xe làm bánh với quãng đường 56.000 km. Đây là Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 Premium, sản xuất 2019, xe đăng ký tên tư nhân, biển thành phố. Trang bị đầy đủ những cái tính năng như là hệ thống ghế da theo xe, màn hình, ghế điện, cửa sổ có trang bị sưởi ghế, điều hòa auto. Cam kết cho anh chị và các bạn về chất lượng của chiếc xe là không bị đâm va, máy móc hộp số còn nguyên zin, có hỗ trợ ngân hàng lên tới 70% giá trị xe cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Tổng quát về chiếc xe thì em sẽ quay qua một vòng ngoại thất để anh chị và các bạn có thể tham quan và đánh giá cùng em. Địa chỉ xem xe thì anh chị bạn có thể qua trực tiếp Việt Nguyên Auto, số 116 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội để có thể xem xe và trải nghiệm. Đơn vị thì luôn cam kết đầy đủ các hạng mục trên văn bản hợp đồng giấy tờ nên các bác có thể yên tâm. Đây là những cái chi tiết đường nét về hệ thống đuôi xe với những phần bóng đèn, rồi là những chi tiết như là tính năng an toàn, cam lùi, gạt mưa, rồi là trang bị cho anh chị và các bạn đèn phanh trên cao. Đây là những cái phần ốc bắt đèn này, rồi những cái chi tiết về keo chỉ, đinh tán. Mọi chi tiết con ốc của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ nguyên bản cao, chất lượng từ những cái phần keo chỉ. Đấy, những đường led này thì em luôn quay rõ để anh chị và các bạn ở xa có thể có cái nhìn tổng quát nhất về chiếc xe cũ em đang giới thiệu cho anh chị và các bạn. Và để các bác có thể xem được là xe có bị đâm va về phần đuôi hay không. Đấy, những đường led về ngoàm cửa vẫn còn phẩy sơn của nhà sản xuất thì cho ta thấy là phần đuôi không hề có hiện tượng gì cả. Bên trong đây thì với những chi tiết chỗ để ly cốc cũng ở hàng ghế thứ 3 và trang bị vách ngăn giữa khoang hành khách và khoang hành lý. Kính của chiếc xe thì đã được dán kính màu rồi. Với những chiếc xe cũ đã qua sử dụng thì anh chị và các bạn nên mang vào hãng hoặc một bên thứ 3 mà anh chị và các bạn tin tưởng để kiểm tra đảm bảo an tâm về chất lượng của chiếc xe cũng như là an tâm sử dụng sau này. Tổng quát về chiếc xe thì em luôn quay đầy đủ để giúp anh chị và các bạn ở xa có nhìn cái khái quát qua về chiếc xe em đang giới thiệu và mình có thể sắp lịch xuống xem xe. Khi đi xem xe thì mình nên có một người thợ người thân quen thì nó sẽ là tốt nhất. Đấy, tổng quan chi tiết về chất lượng ghế ngồi thì em cũng quay qua để các bác có thể ngắm nghía. Xe có như nào em mô tả luôn như vậy chứ không làm mất thời gian của anh chị đâu ạ. Các bác xuống xem cảm thấy ưng thì mình có thể vào làm việc về cái giá cả. Giá thì em vẫn còn thương lượng và hỗ trợ anh chị nhé. Hàng ghế thứ 2 thì nó có trang bị cửa gió cũng như là trang bị cửa sổ trời. Ở phần cánh lái của chiếc xe thì các bác ngắm nghía qua từ những phần phím bấm, những chi tiết ốp áp rồi là hệ thống ốc bản lề. Mọi chi tiết vẫn còn phẩy sơn của nhà sản xuất. Phải nói là bác chủ bác đi cũng khá là giữ gìn chiếc xe này. Lịch sử bảo dưỡng tại hãng đầy đủ để anh chị và các bạn có thể check kiểm tra. Ghế trang bị, ghế chỉnh điện và chất lượng cái những phần má ghế của chiếc xe đây. Các bác có thể ngắm nghía qua này. Rồi những con ốc bản đề. Những con ốc bản đề này thì nó nguyên bản tất cả rồi. Còn chất lượng ghế ngồi cũng như là hệ thống cần số, anh chị và các bạn có thể tham quan. Xe có các chế độ làm mát ghế này, sấy ghế đầy đủ cho anh chị và các bạn. Cần số này, rồi là những các chi tiết phím bấm điều chỉnh chức năng. Màn hình giải trí, vô lăng tích hợp các phím điều chỉnh chức năng, có lẫy chuyển số thể thao. Set cruise control, tăng chỉnh âm lượng. Phía sau thì nó có cần gạt mưa cũng như là chỉnh đèn. Cụm đồng hồ hiển thị thông tin, vòng tua và các thông số an toàn. Các tính năng chống trơn trượt, cân bằng điện tử đầy đủ cho anh chị và các bạn. Và sau đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm nghía qua về hệ thống máy móc của chiếc xe với khối động cơ của chiếc xe này nó sử dụng máy 2.0 cho anh chị và các bạn khả năng vận hành trong phố hay đường trường một cách dễ dàng. Những cái chi tiết đường nét tổng quan về không gian khoang máy thì em cũng quay đầy đủ để anh chị và các bạn có thể có cái nhìn tổng quan. Với chiếc xe Mitsubishi Outlander phiên bản 2.0 Premium sản xuất 2019, hiện đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với mức giá cực kỳ hấp dẫn chỉ 645 triệu. Giá này thì em vẫn còn giảm và thương lượng. Xe đăng ký tên tư nhân, biển thành phố nên khi mua về các thành phố lớn, xe không bị mất 20 triệu tiền biển.
xe vẫn có hỗ trợ trả góp cho anh chị và các bạn lên tới 70% giá trị xe. Để rõ thông tin cụ thể, các bác có thể liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình. Em sẽ giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn và gửi những cái thông tin đầy đủ cho các bác có thể tham khảo và cân đối ạ.